Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin chống Trung Quốc, Việt Nam ngầm chuẩn bị ba mặt trận Hà Nội gài Bắc Kinh. Vâng, các bạn cũng đã biết Việt Nam đang nằm dưới sức ép rất lớn của Trung Quốc khi họ liên tục cho tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống vào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong suốt 3 tháng qua, và Việt Nam chưa có bất cứ một biện pháp nào đã có thể đẩy đuổi và bảo vệ được chủ quyền của mình để cho những người ngư dân và những người làm công tác biển có thể tiếp tục có những sinh hoạt bình thường ở trên biển. Và ngoài ra, chủ quyền của Việt Nam đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng khi Trung Quốc liên tục thăm dò và dự tính trong thời gian tới có thể họ sẽ đưa tàu vào và hạ đặt giàn khoan để khoan và thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trước các diễn biến Trung Quốc xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày càng trắng trợn kéo dài trên 3 tháng nay trên biển, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang rất lo lắng cho vận mệnh của đất nước khi người đồng chí của Hà Nội đã trở mặt. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ, đây là biểu đồ của chiếc tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống của Trung Quốc đi ngay sát bờ biển của Việt Nam. Hình ảnh mới nhất về hoạt động của đội tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 10 tháng 10 năm 2019 do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam chia sẻ. Hải Dương 8 đã bắt đầu thực hiện các đường khảo sát mới chạy song song với vĩ tuyến quét ngang qua các lô thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Vào 11 giờ 29 phút hôm 10 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu thực hiện đường khảo sát mới chạy song song với đường vĩ tuyến và quét ngang qua lô thăm dò khảo sát 04. Để dễ phân biệt, đường khảo sát này được đặt tên là đường khảo sát số 9. Trong những ngày tới, các đường khảo sát thứ 10, 11, 12 mà Hải Dương 8 thực hiện sẽ song song với các đường thứ 9 nói trên và đi qua các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm ở phía lô số 04, đó là lô Bitchen 16, lô 34, và các điểm cực tây của các đường khảo sát này sẽ chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 đến 130 km mà thôi. Cần nhắc lại là các lô thăm dò dầu khí 22, 04 và 16, 34, 10 và 22 là các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã ngang ngược nhận là của mình, đặt tên mới cho các lô này vào năm 2012, và Trung Quốc đã mời các công ty dầu khí quốc tế đến tham gia khai thác. Tuy nhiên, không có công ty nào tham gia vì có lẽ họ ngại những phản ứng từ phía Việt Nam. Và điều này các bạn có thấy rất nguy hiểm và nghiêm trọng khi đội tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn tiếp tục đang thăm dò ngay sát bờ biển Việt Nam và chỉ cách khoảng 100 và hơn 100 km mà thôi. Và nó sẽ gây trở ngại rất lớn cho những người ngư dân khi họ nếu chẳng may đi gặp đội tàu này thì có thể sẽ bị đâm chìm hoặc là xua đuổi mà ngay trong cái vùng biển của Việt Nam. Điều đó rất tai hại, và hiện nay Bộ Quốc phòng cũng như là bên chấp pháp của Việt Nam chưa có biện pháp để có thể xua đuổi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Và có lẽ đã dự đoán trước tình hình Trung Quốc sẽ khó chịu và gây sức ép khi Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế đa phương, nên Hà Nội đã đi trước những bước quan trọng để chuẩn bị hứng đòn này từ Trung Quốc. Và các bạn có thể thấy trên một số hình ảnh báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải là những hình ảnh Việt Nam khéo léo triển khai chiến lược ba mặt trận chống Trung Quốc. Từ cuối tháng 6 đến nay, tàu công vụ Trung Quốc vẫn tiếp tục tung hoành trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngoại trừ Hoa Kỳ đều duy trì những phản ứng thận trọng. Giới quan sát gần đây đều ghi nhận sự kiện Việt Nam là quốc gia duy nhất trong số các nước bị Trung Quốc chèn ép nhưng tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống Trung Quốc. Trong khi đó, cả Philippines lẫn Malaysia dường như đã chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc trong vùng biển của mình, và lãnh đạo của hai nước này đều công khai lên tiếng cho rằng không thể kháng lại Trung Quốc. Đấy, cái điều rất bất lợi cho Việt Nam khi những cái nước trong cộng đồng ASEAN đã bắt đầu có những cái việc mà họ sẽ hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí ngay trên vùng mà đang tranh chấp. Và điều đó Trung Quốc lại thêm một lần nữa có thể khẳng định được chủ quyền của họ ở đường chín đoạn với những nước kia là Philippines. Đương nhiên Việt Nam thì không thể để điều đấy xảy ra. Và thêm những thông tin được chia sẻ thêm, và đây là bài báo gốc đã đăng ngày 10 tháng 10 năm 2019. Trong một phân tích công bố hôm qua ngày 10 tháng 10 năm 2019 trên báo mạng Hồng Kông Asia Times, chuyên gia Philippines kỳ cựu Richard cho rằng phản ứng kiên quyết của Việt Nam bắt nguồn từ chiến lược đã được hoạch định từ trước để ngăn chặn việc Trung Quốc thâu tóm toàn bộ Biển Đông. Đây là bài báo đó. Đây là một chiến lược ba mũi giáp công với ba mặt trận được triển khai song song nhằm bổ khuyết thế yếu về mặt quân sự của Việt Nam khi phải kháng cự một lực lượng Trung Quốc hùng mạnh hơn họ rất nhiều.
đấy tiêu đề bài báo, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ bài báo này ngay sau đường video clip này để các bạn có thể đọc những thông tin nhanh nhất và chi tiết nhất ở những tờ báo trung thực ở nước ngoài mà Việt Nam đã không đăng. Và mặt trận thứ nhất là ngoại giao. Theo giáo sư Hadriat, Việt Nam đã áp dụng chính sách ngoại giao chủ động, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các định chế khu vực và quốc tế, cũng như vận động cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc bị cho là đang đe dọa quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Và điều đó chúng ta có thể thấy rất rõ qua những việc Mỹ liên tục có những biện pháp ủng hộ Việt Nam trong thời gian qua. Và đây là hình ảnh mà một bài báo ở nước ngoài quốc tế đã đăng. Đây là hình ảnh trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương David Stever. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng chỉ trích hành động bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc đối với các chương trình khai thác dầu khí lâu dài của Việt Nam. Bản thân Việt Nam cũng đã cương quyết công khai kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Thêm nữa, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã xác định Việt Nam là đối tác chiến lược tiềm năng. Và đây là đầu đề bài báo đó. Và đây là những ủng hộ rất tốt và rất quan trọng của Mỹ đối với Việt Nam trong lúc này. Và mặt trận thứ hai đã được Việt Nam răng ra trên phạm vi toàn cầu mà báo chí quốc tế cũng đã bắt đầu đăng tải. Đó là trên bình diện chiến lược và quân sự, Việt Nam đã tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với một loạt các cường quốc trong khu vực và thế giới, từ Mỹ, Nga cho đến Ấn Độ và Nhật Bản. Các cường quốc này đều có tích cực giúp Việt Nam tăng cường năng lực giám sát và bảo đảm an ninh vùng biển của mình. Ở đây hình ảnh mà các bạn có thể thấy hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo và chiến hạm của Việt Nam đã mua của Nga. Nổi bật trong số các đối tác này là Nga, đồng minh lâu đời của Việt Nam. Theo ông Hadriat, Nga là một nước chủ chốt giúp Việt Nam tăng cường khả năng quân sự, và Hà Nội hiện đang tìm mua các phương tiện quân sự tiên tiến của Nga, từ các loại tàu ngầm lớp Kilo cho đến chiến đấu cơ tiên tiến có thể giúp triển khai ở Biển Đông để ngăn chặn Trung Quốc. Và đây là nhận định của ông trong cái việc đánh giá Việt Nam. Và Việt Nam cũng khôn khéo mời các đối tác có tiềm năng và hàng đầu về thế giới tham gia để hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông. Và cụ thể nhất các bạn có thể thấy những thông tin đã được đăng tải. Đây là hình ảnh của những giàn khoan dầu ngoài Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hà Nội cũng mời các tập đoàn năng lượng Nga như Rosneft hoặc là Gazprom và Supre đến thăm dò tại khu vực mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đông. Việt Nam đã mời các công ty Nga sau khi Trung Quốc đã gây áp lực trên tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol để từ bỏ một mỏ khí đốt mà họ được Việt Nam trao cho quyền thăm dò. Theo ghi nhận của ông Hadriat, việc Việt Nam lôi kéo các tập đoàn dầu khí Nga vào Biển Đông có thể khiến Trung Quốc bớt hung hăng, vì lẽ Bắc Kinh sẽ tránh gây căng thẳng trong quan hệ Nga-Trung ngày càng chặt chẽ trong thời gian vừa qua. Và tiếp theo, mặt trận thứ 3 là Việt Nam tìm mọi cách mở rộng giao thương với các nước trên thế giới để tránh phụ thuộc hàng hóa qua lại chỉ với Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và các bạn đã chứng kiến những cái thông tin tiếp theo. Mặt trận thứ 3 là Việt Nam đang triển khai chính là cố gắng tìm cách giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Hà Nội. Điều này làm Việt Nam cố gắng liên kết với các khối kinh tế lớn không có của Trung Quốc, tư cách thành viên của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương như TPP-11, cũng là một hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu, sẽ giúp Việt Nam đa dạng hóa hơn nữa nền kinh tế thương mại của mình, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, viết tắt là EVFTA và IPA, tại Hà Nội hôm 30 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Ngoài ra, với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, Việt Nam đã trở thành nước hưởng lợi hàng đầu với việc nhiều công ty phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã và đang rời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thì điều này rất có lợi cho Việt Nam, và Việt Nam cũng đang tận dụng cái điều đó. Tuy nhiên, với thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ hiện nay, thì với những cái chuyển dịch này thì Việt Nam sẽ càng thặng dư nhiều hơn nữa, khi những cái nước đưa hàng hóa và các nhà máy đến Việt Nam sản xuất và gia công để tiếp tục xuất ra sang Mỹ thì nó sẽ gây căng thẳng với Mỹ, và điều này Việt Nam đang tìm mọi cách để khắc phục. Và giáo sư Hadriat nói thêm về đối đầu giữa Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian qua. Đây là hình ảnh các bạn, đây là hình ảnh của chuyên gia và giáo sư Hadriat trong một lần phát biểu tại Đại học Bắc Kinh. Theo chuyên gia Hadriat, nhờ kết hợp với sự nhạy bén chiến lược với tính kiên trì đặc trưng, Việt Nam đã trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tích cực chống lại các hành động quyết đoán của Trung Quốc, và cho đến nay đã gặt hái được một số thành công nhất định. Thì ông nhận định như vậy trên cái thông báo, bài báo của mình. Và giáo sư Hadriat
cũng đã nhiều cho nhiều người biết đến những cái thông tin của mình trong những cái bài viết liên tục về châu Á trong thời gian vừa qua, trong đó có Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy hình ảnh chia sẻ của ông trên trang Facebook cũng như là những cái trang mạng khác và trên một số báo chí khác. Giáo sư Richard Javed Haytras là một học giả nghiên cứu tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông đã được trao giải 10 thanh niên xuất sắc nhất tại Philippines vào năm 2016 vì những đóng góp của ông trong khoa học xã hội. Hiện ông là thành viên của Viện ADR Manila, là chuyên mục cho tờ Daily của Philippines. Và ông có rất nhiều bài báo tại Philippines cũng như quốc tế để đăng tải trên những trang ABC hoặc BBC hoặc Bloomberg, CNN, CNBC và nhiều báo chí quốc tế khác về những tình hình tại Biển Đông cũng như khu vực ở Đông Nam Á và châu Á. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra công bố vào hôm 19 tháng 8 vừa qua khẳng định chủ quyền của họ tại bãi Tư Chính và yêu cầu Việt Nam phải thu dọn, rút đi toàn bộ các tàu giàn khoan thăm dò đã và đang khai thác tại đây. Điều này được ngược hẳn với những gì họ đã tặng Việt Nam, tặng Đảng Cộng sản trong thời gian qua, đó là 4 tốt và 16 chữ vàng. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin như sau. Đây là hình ảnh của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Tập Cận Bình uống trà tại nhà sàn cố Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hôm 13 tháng 11 năm 2017 vừa qua. 4 tốt mà Trung Quốc đã tặng Việt Nam nói bao gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Và 16 chữ vàng. Và thì nguyên khởi thủy của nó là từ tháng 11 năm 2000 khi hội đàm với Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh lúc đó đến thăm. Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nêu rõ 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước. Ổn định lâu dài, có nghĩa là trường kỳ ổn định, là nhấn mạnh tình hữu nghị Việt-Trung là phù hợp với lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau. Thì điều này rất là khó bởi vì các bạn cũng đã thấy rất rõ ràng rồi. Thì tình huống hiện nay của Việt Nam là khi Trung Quốc liên tục 3 tháng đưa tàu vào thăm dò và Việt Nam đã yêu cầu 40 lần bằng nhiều biện pháp nhưng họ cũng không rút đi. Và tiếp tục trong 16 chữ vàng còn có hướng tới tương lai, có nghĩa là diện hướng vị lai, là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở mang ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt. Thì các bạn cũng đã thấy là hướng tới tương lai thì khi mà hiện tại mà không giải quyết được thì tương lai rất là khó. Và điều tiếp theo là hữu nghị láng giềng, nghĩa là mục lân hữu hảo, là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng. Và đây thì đây là cái điều mà Trung Quốc cũng đã nói, nhưng mà Việt Nam thì đã phản đối đến 40 lần mà Trung Quốc cũng không rút tàu về. Thì đây là cái điều rất là khó. Và điều cuối cùng là hợp tác toàn diện, tức là toàn diện hợp tác, là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Thì hợp tác toàn diện thì đương nhiên là Việt Nam với Trung Quốc trước đây hợp tác đã toàn diện, nhưng qua bài báo vừa qua các bạn cũng đã biết Việt Nam đang tìm mọi cách thoát chung và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và cũng như đa phương hóa mọi quan hệ về quân sự, chính trị, kinh tế với các nước trên thế giới. Thì như vậy với việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam liên tục trong thời gian qua và ngay cả lúc này thì điều đó sẽ rất khó trở thành hiện thực. Và với việc các nước trên thế giới và truyền thông và các nhà nghiên cứu quốc tế rất quan tâm đến vụ việc Trung Quốc hiện nay đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và đặc biệt trên khu vực bãi Tư Chính, thì đây là thời điểm đã đến lúc Việt Nam cần chọn cho mình một con đường và cũng là người bạn, những liên minh rõ ràng để có thể bảo vệ được chủ quyền đất nước với trên 90 triệu sinh mạng người dân trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng tại châu Á. Rất cảm ơn các bạn chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ và để lại những bình luận này để chúng tôi có thể phục vụ các bạn được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.